Thịt vịt không có ai mà không biết thịt vịt đúng không bà con? Nhưng mà thịt vịt có những người ăn được, những người không ăn được, những người không ăn được. Thịt vịt là những người có bệnh gút, không ăn được thịt vịt, hệ tiêu hóa kém, không ăn được thịt vịt. Người bị ho, đang yếu, đang lạnh, mới phẫu thuật xong, mưng mủ vết thương, lỡ lét, nóng trong người là không ăn được thịt vịt. Thịt vịt có người này không ăn được, đó là người bệnh gút, người bị tiêu hóa, người bị bệnh ho, đang yếu, đang lạnh, mới phẫu thuật mưng mủ vết thương, lỡ lét, nắng trong người là không ăn được thịt vịt nha bà con ơi. Tốt cho những người suy nhược, chán ăn, tốt cho những bệnh sung lét, phù nề, tốt cho người có thể chất yếu, đổ mồ hôi ban đêm, tay chân nóng, phụ nữ có kinh mà kinh nguyệt, tiểu đường, huyết áp cao, mỡ máu, trẻ em, người lớn tuổi hay là xương khớp, tim mạch, ăn kiêng, béo béo phì, vận động cơ bắp mạnh, tiểu tiện được tốt, ăn nhiều nhất là 2 lần trên 1 tuần, bình thường như vừa đủ, không ăn nữa nha bà con ơi. Thịt chị tị ăn như những thịt gì khác mà những người không ăn được thì bà con biết rồi đó nha bà con. Bà con ơi, bà con biết những người không ăn được thịt vịt đó là người có bệnh gút, người tiêu hóa kém, bị ho, đang yếu, đang lạnh, mới phẫu thuật xong, mưng mủ, vết thương, lỡ lét, nóng trong người là không ăn. Còn ăn nhiều nhất 2 lần trên 1 tuần, ăn bình thường là đủ nha bà con. Bà con ơi, thịt vịt nó vậy đó nha bà con. Bà con ơi.